Rồi, chiều hôm nay em có lên clip một cặp bò mẫu nái sinh sản mẫu whip nha anh chị. Đó thì bò này đã tách con. Đó thì bò này thì bao lòi lú nghiêm chỉnh, bao sinh sản cho anh chị luôn. Đó thì bò này con thì bơm 3B, con bơm kem nha anh chị. Đó thì giá cũng cực kỳ yêu thương luôn anh chị. Đó thì đã bán con rồi. Giờ kẹt tiền quá bán luôn, bán hết chuồng anh chị. Đó thì anh chị gần xa có điều kiện, mình có đồng chăn thả, có đất cỏ nỉa thì mình bắt cặp cái này về nuôi sinh sản bao ok anh chị ơi. Bò thì cực kỳ whip, cực kỳ đẹp luôn anh chị, hiền dạng lắm. Đó, đổi mặt anh chị. Đó con này thì Boxing Dutchman, đó rất là hiền dạng. Đó bò này hai bò này thì đẻ tầm hai con hết rồi nha anh chị. Đó thì đã bò này thì bên bên chủ sẽ bao lòi lú nghiêm chỉnh, bao sinh sản cho anh chị. Đó thì hai bò này thì đã giao tinh rồi anh chị. Đó thì con đầu tiên nè, sấy mặt nghiêm chỉnh, xây mặt nghiêm chỉnh, tay lớn nha anh chị. Anh chị rúng dậu yếm lệch phạch rúng chèn, chân móng hoàn thiện, đổi mặt anh chị. Con thứ hai đó hơi đi lan bụng xíu nhưng mà được cái mắt sữa lắm anh chị. Đó bò này thì con này thì gieo 3B nha anh chị, xây mặt xây lưng thì nghiêm chỉnh. Đó đuôi một chùm luôn, cậy đuôi chọc bá luôn. Đó, mặt chân hai bò này là kiện khú hết nha anh chị. Đó chân kiện khú. Nói chung là cặp bò này thì bò tiễn của ông bác anh chị, ông bác cũng lớn tuổi rồi đó, thì nhậu nhẹt thì nói chung là về mình cũng không có thời gian mà chăm. Đó bán con luôn, giờ bán mẹ luôn anh chị. Đó thì anh chị ở xa ở gần cứ liên hệ em là bắt cặp bò này về siêu sinh sản, bên em sẽ bao sinh sản cho anh chị. Đó thì con lan bụng thì chữa ba cấy 3B thì nói chung là ngoài tháng. Đó còn đó chân móng hoàn thiện anh chị. Đó lưng thẳng đòn dài, cái đuôi to, bò là cực kỳ dễ ăn uống anh chị. Đó thì con xin Ratman. Đó chân móng là móng sò anh chị.